Ngày 15 tháng 10, thứ sáu, 7 giờ sáng, tập yoga, 8 giờ rưỡi sáng, ăn sáng, 10 giờ sáng, dạy online, 2 giờ chiều, đi ăn trưa, 5 giờ chiều, gặp bạn ở cà phê, 7 giờ tối, ăn tối ở nhà, 9 giờ tối, xem phim online. Từ sáng đến trưa, 7 giờ, thức dậy, 7 giờ 15, tập thể dục, 8 giờ 20, nấu đồ ăn sáng, 11 giờ rưỡi, làm việc online, 12 giờ rưỡi, nghỉ trưa nửa tiếng.